Cô kính chào các bạn học sinh thân mến. Chào mừng các em đến với tiết học luyện từ và câu của ngày hôm nay. Ở tuần 24 này, chúng ta tiếp tục làm quen với chủ đề về muôn thú. Cô nghĩ là chắc các em đều biết xung quanh chúng ta có rất nhiều loài thú đúng không nào? Mỗi loài thú đều có những hình dáng và đặc điểm riêng biệt. Cho nên hôm nay, cô mời các em cùng đến với tiết học để tìm hiểu về đặc điểm của các loài thú xung quanh chúng ta. Bài học có tựa đề Mở rộng vốn từ, từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy. Ở bài này, chúng ta cùng bước vào hai phần. Đó chính là 1. Mở rộng vốn từ về loài thú, tên một số đặc điểm của chúng. 2. Luyện tập về dấu chấm, dấu phẩy. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng tham gia chưa nào? Cô mời các con cùng đến với bài tập 1 nhé. Bài 1. Chọn cho mỗi con vật trong tranh dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó. Cô có các từ chỉ đặc điểm như sau: tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành và nhanh nhẹn. Đố các con biết tò mò có nghĩa là gì? Tò mò là thích tìm tòi, dò hỏi để biết bất cứ điều gì nhằm thỏa mãn sự hiếu kỳ, cho dù việc đó có liên quan hay không liên quan đến mình. Thế nhút nhát là sao nhỉ? Nhút nhát có nghĩa là thiếu tự tin, lúng túng khi đứng trước nhiều người. Còn dữ tợn là sao? Dữ tợn có nghĩa là rất dữ, với vẻ đe dọa, trông đáng sợ. Các con có biết tinh ranh có nghĩa là gì không? Tinh ranh có nghĩa là ranh mảnh và khôn ngoan. Còn hiền lành chính là tốt bụng, không hề có những hành động gây hại đến bất cứ ai. Đố các con biết nhanh nhẹn có nghĩa là gì? Nhanh nhẹn, quá dễ rồi đúng không nè? Nhanh nhẹn có nghĩa là nhanh trong mọi cử chỉ và động tác. Các từ chỉ đặc điểm này sẽ tương ứng với mỗi con vật trong tranh đây. Các em quan sát trên màn hình và đọc to tên gọi các con vật này giúp cô. Để giúp các em dễ dàng tìm hiểu đặc điểm của các con vật trên, cô cũng có các hình ảnh của chúng trong tự nhiên. Cô mời các em cùng xem để chọn các từ chỉ đặc điểm thích hợp cho từng con vật nhé. Đầu tiên, các em đang được quan sát tranh của một con cáo. Tiếp theo là hình ảnh của một chú gấu trắng. Còn đây là chú thỏ với bộ lông trắng. Chúng thật đáng yêu đúng không nào? Wow, đây là chú sóc. Đây là hình ảnh của một chú nai. Và cuối cùng là một con hổ, hay còn gọi là con cọp đấy các em ạ. Cô thấy rằng các con vật này cũng khá là quen thuộc đối với các em, vì các em đã được nhìn thấy chúng qua hình ảnh, qua các bài học hoặc qua những đoạn phim được nhìn thấy trên TV. Vậy bây giờ các em hãy tìm những từ chỉ đúng đặc điểm để gắn các con vật đó nhé. Đầu tiên, cô xin ví dụ. Đó là con cáo. Và cô có từ chỉ đặc điểm của nó. Đó là tinh ranh. Cáo tinh ranh. Vì tinh ranh là đặc điểm nổi bật của loài cáo mà chúng ta thường nghe kể trong các câu chuyện đấy các em ạ. Các con vật còn lại, các em hãy viết các từ chỉ đặc điểm đúng với các con vật đó nhé. Ngoài ra, các em hãy tìm thêm một số đặc điểm của các loài thú khác mà các em biết. Sau đây, cô xin giới thiệu một số hình ảnh
hoặc đoạn phim nói về đặc điểm của một số con vật khác. Các em cùng xem và gọi tên các con vật ấy nhé. Đều có những đặc điểm và vai trò khác nhau trong tự nhiên tác động đến đời sống của con người. Vậy, chúng ta cần phải biết bảo vệ và tạo môi trường sống thuận lợi cho chúng. Để giữ gìn môi trường sinh thái trong lành, làm tăng thêm nguồn tài nguyên thiên nhiên cho đất nước. Đối với những thú dữ nguy hiểm, thì các con nên nhớ là chúng ta không nên chọc phá chúng nhé. Trong cuộc sống hàng ngày, con người thường dùng một số đặc điểm của các loài thú để ví von, so sánh, đặt thành các câu thành ngữ. Bây giờ, cô mời các em cùng qua bài tập số 2. Hãy chọn tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây. A. Dữ như. B. Nhát như. C. Khỏe như. D. Nhanh như. Và tên của các con vật: thỏ, voi, hổ hay còn gọi là cọp, sóc. Qua việc tìm hiểu về các đặc điểm ở bài tập 1, thì cô nghĩ bài tập 2 này chắc chắn sẽ không làm khó các em đúng không nào? Sau đây cô sẽ ví dụ câu A, dữ như. Nói đến dữ thì trong bốn con vật bên dưới đây, có loài hổ là loài thú nguy hiểm, nên nó rất là hung dữ. Và cô sẽ có đáp án là dữ như hổ. Các câu còn lại, các con hãy dựa vào các đặc điểm của chúng để các con hoàn thành các câu thành ngữ nhé. Những câu thành ngữ này thường dùng để nói về con người khi khen hoặc chê một ai đó. Ngoài các thành ngữ nêu trên, các em hãy tìm thêm một số thành ngữ khác nữa nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau sang bài tập số 3. Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống. Ở bài tập này, chúng ta có một đoạn văn và các ô trống. Nhiệm vụ của các con là sẽ điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào các ô trống đó. Bây giờ các con cùng đọc với cô nhé. Từ sáng sớm, ô trống, Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú. Ô trống, hai chị em mặc đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang. Ô trống, ngoài đường, ô trống, người và xe đi lại như mắc cưỡi. Trong vườn thú, ô trống, trẻ em chạy nhảy tung tăng. Khi làm bài, các con đọc thật kỹ từng câu và các con nên nhớ dấu chấm dùng để ngăn cách các câu với nhau khi câu đó đã đầy đủ ý
Sau dấu chấm, đầu câu tiếp theo chúng ta sẽ viết hoa. Còn đối với dấu phẩy thì sao nào? À, đối với đoạn văn này, dấu phẩy được dùng để ngăn cách giữa các cụm từ chỉ thời gian hoặc nơi chốn với các bộ phận khác của câu. Và đặc biệt là các con lưu ý những câu có tên riêng của nhân vật nhé. Khi các con được đi tham quan trong vườn thú, thì các con nên nhớ rằng ta không nên trêu chọc các con thú và tránh cho chúng ăn thức ăn lạ nhé. Sau đây, cô có một số dặn dò gửi đến các con. Các con hãy kể thêm một số đặc điểm của các loài thú khác mà các con biết. Hoàn thành phiếu bài tập và xem trước bài luyện từ và câu cho tiết học sau. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô mến chào và hẹn gặp lại các con.